Anh ơi, em có thêm hai đứa bạn nữa. Ủa kỳ vậy. Ủa kỳ vậy. Này đã già rồi mà sao giờ tự nhiên hẹn thêm hai đứa bạn nữa. Trời ơi, sao trời. Giống trong câu chuyện chàng khù khờ với lại cô thợ đào may mắn vậy, kiểu vậy. Dạ thì đề cập thẳng vấn đề luôn là đi khách sạn ngủ. Nhưng mà lúc đó là con kiểu ai cũng vậy, thôi ngủ thôi em ơi, ngủ đồ thôi đó. Không quan trọng từng phân có ok không? Ok luôn, ok luôn. Lần đầu tiên ông trải qua cảm giác đó và cũng lần đầu tiên con có cái cảm giác đó. Giống như là hai chồng cãi nhau rất là nhiều, những cái chuyện linh ta linh tinh thôi, nhưng mà ở chung với nhau tới bây giờ là cả một quá trình rất là dài. Giống vậy. Chúng ta cùng đến với câu chuyện tiếp theo của cặp vợ chồng số 2. Xin chào hai bạn trẻ, mời hai bạn giới thiệu về mình. Con xin chào chú Quốc Thuận, con chào cô Hồng Vân. Thì con tên là Bùi Thế Phương Thịnh, năm nay con 27 tuổi. Con sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh và công việc chính bây giờ là đang là kinh doanh cuốn cảnh. Rồi. Dạ con chào chú Quốc Thuận, con chào cô Hồng Vân, con tên là Nguyễn Ngọc Tường Vân. Năm nay con 30 tuổi, con sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh, cũng làm chung nghề với chồng con luôn. Dạ. Vậy là Tường Vân là nhỉnh hơn ông xã là có 3 tuổi. 3 tuổi à? Dạ. À như vậy là cái mối tình chị em này chắc có lẽ là rất là thú vị đây. Đó, thôi bây giờ kể cho anh nghe coi cái cơ duyên nào mà hai chị em gặp nhau, rồi có ấn tượng gì về nhau không? Dạ thì thật sự là gặp nhau ở trên Tinder. Bữa đó là đêm Noel, chiều đó thì con mới nhắn tin, kiểu cái đó là mình lên mình quét thôi. Ví dụ ai mà match nhau á thì sẽ thấy nhau và nhắn tin được. Thì bữa đó con mới lên con thấy là vợ con thấy xinh quá, tại mũi cao, tại vì con rất thích mấy bạn nữ là mũi cao. Đó thì là con lên con mới nhắn vậy, thì tình cờ vợ con mới trả lời lại. Xong rồi trong bữa đó luôn là khoảng 2 tiếng sau là hẹn gặp nhau luôn. Dạ. Quá thần tốc đó đúng không? Dạ đúng rồi. Là không cần cái gương mặt, chỉ cần cái mũi cao là khoái rồi. Dạ đúng rồi. Đó. Còn con sao? À vâng. Thì lúc đó là kiểu như là ngày 24 tháng 12 thì cũng không, con không quen ai hết á, thì cũng lên trên Tinder lướt lướt thì gặp anh này, cũng hai em rảnh không đi chơi. Nhưng mà mình thì kiểu mình cũng không phải là gì mà không có bạn, không có bồn gì hết, thôi đi đại cho nó vui thì cũng hẹn gặp anh này. Thế là hai đứa gặp nhau thôi. Trước cách đó một tiếng á là hai đứa có video call với nhau. Thì lúc đó là vợ con mới đi làm về, thì thứ nhất là tóc nó rất là bết. Mặt thì da bóng dầu tùm lum hết. Con nói trời ơi sao mà già quá vậy, nhìn giống như 30 mấy. Tại vì trên đó là nó cứ ghi luôn là lớn hơn mình có 3 tuổi thôi. Thì nó đúng luôn cái độ tuổi là con rất là thích. Tại vì con thích quen người lớn hơn tầm 3 tới 2-3 tuổi đó. Đó thì lúc mà trời sao kỳ vậy ta. Thì lúc đó con tính quay xe rồi, con không có tính gặp. Nhưng mà nghĩ là thì mình là đàn ông mà mình cũng hẹn phụ nữ người ta rồi thì nó kỳ quá. Đó kiểu vậy thì con cũng quyết định là con đi gặp. Thì trên đường đi thì vợ con lại gọi nói là anh ơi em có thêm hai đứa bạn nữa. Ủa kỳ vậy. Ủa kỳ vậy. Này đã già rồi mà sao giờ tự nhiên hẹn thêm hai đứa bạn nữa. Trời ơi. Sao giống trong câu chuyện chàng khù khờ với lại cô thợ đào may mắn vậy, kiểu vậy. Đó là con muốn quay lại nữa rồi. Nhưng mà hơi lỡ hai lần tính quay đúng xe rồi, hai lần tính quay xe thì không phải là dẫn theo một gia đình, có nghe hai một cặp vợ chồng một đứa dạ, con theo rồi. Thôi tại vì có bạn thân thì rủ theo thôi chứ không phải là dẫn hai cô bạn. Nhưng mà lúc đầu đi kêu là dẫn theo hai đứa bạn dạ thì con mới hiểu lầm. Sao kỳ vậy ta, đó kiểu kiểu như vậy. Dạ. Vậy lúc mà con gặp bạn này ngoài đời thì con thấy sao? Con nói không phải gu tư rồi. Tại sao vậy, nhỏ hơn mình đúng không? Ông để hình là ông để tóc màu nâu. Cái mặt gọi là cũng gọi là chững chững. Ra ngoài có nói gặp thằng trẻ trâu nè. Cái tóc vàng khè, không biết vàng hay là màu bạc. Nó rất là kỳ. Sao mà mặc cái quần mà rách. Ví dụ người ta rách một cái đường mỏng như cái đùi thôi. Rách tét luôn cái đùi luôn. Quá ngon. Ủa quá tại ngon. Sao vậy? Tại sao không mặc đồ đẹp để mà gặp người ấy mà tại sao lại mặc một cái bộ đồ mà rách rưới te tua như vậy? Đúng rồi, với trẻ nó hay mặc cái quần mà tét tét mà kiểu rách khúc vậy nè. Đó cách đây 3 năm trước, 2-3 năm trước á. Đi chơi hồi xem xong nói chuyện xong mới thấy là người này chắc là cái người sẽ bên cạnh mình suốt đời. Lúc con cũng đã xác định là ông này sẽ là chồng của con luôn rồi. Ủa kỳ vậy? Xác kỳ định luôn, đi chơi tầm mấy ngày thôi. Còn Thịnh thì sao? Dạ thì nói chung con cũng ngạc nhiên, tại vì vợ con lúc mà tắm rửa rồi trang điểm make up nhìn rất là khác luôn. Rất là đẹp luôn. Đây dạ, giống như vậy không? Xinh má như vậy không? Có. Đó, cho nên là lúc con đó thì nhẹ nhàng hơn nên là nhìn nó không có bị quá cái, lố. Cái mood của con lên liền đúng không? Lên liền. Rồi đến lần thứ mấy thì bắt đầu mà thấy là bạn này là không phải trẻ trâu nữa. Dạ tầm cả một tuần sau là thấy ok. Con nói là tại lúc đó đeo vẫn còn đeo bông tai rồi bấm 2-3 lỗ rồi nó cái con nói là em không thích anh để cái tóc đó. Em không thích anh mặc đồ giống như vậy nữa. Cũng không thích đeo bông tai thì ổng sửa ngay. Gấp ý liền là ổng sửa ngay. Có nhậu xỉn không, có đi nhậu không? Dạ, có bao lâu thì mới đi nhậu là phải có chứ, quyết định nhậu xỉn như rồi thì chuyện gì xảy ra?
Dạ thì đề cập thẳng vấn đề luôn là đi khách sạn ngủ. Nhưng mà lúc đó là con kiểu là ai cũng vậy, thôi ngủ thôi em ơi, ngủ đồ thôi đó. Không, quan trọng từng phân có ok không? Ok luôn, ok luôn. Rồi vô trong đó là cái gì đến nó cũng đến đúng không? Dạ đúng rồi. Và nụ hôn đầu tiên cũng ở trong đó. Dạ không, nụ hôn đầu tiên là ở quán cà phê. Ta đi, em nghĩ sao mà cái thần tốc mà nó vượt nhau từ ở trên Tinder rồi mà làm sao mà đi cà phê mà ngồi yên được, em sao vậy? Nhưng mà nói sao mà nó hôn được hay vậy? Tự nhiên ông nhìn qua bên cái đường kêu cái lúc là con hai chồng đang uống quán cà phê bên này thì đối diện có một cái trường. Anh Diễm kêu nhìn bển em, nhìn bển đi. Ủa nhìn bển có gì đâu anh? Nhìn. Con cũng nhìn nhiệt tình. Cái rồi ông hung má con cái. Cái con đó rồi hung xong mà rồi cuộc nhìn bển có gì? Hỏi có gì? Ông đâu có gì đâu, anh hung em vậy thôi đó. Đó là hồi đó là hung đầu tiên đó, lần hung đầu tiên đó. Rồi sau đó bao lâu mới tỏ tình với Tường Vân? Thật sự là từ đó giờ tới bây giờ luôn cũng không chưa bao giờ tỏ tình. Dạ nó cứ tới vậy đó, cứ giờ hỏi là giờ anh với em sao thì con trả lời là thì quen. Con là một người thích rất là kiểu như cũng thích lãng mạn đôi chút á, thì cũng kêu anh không yêu em hả? Không yêu quen chứ. Ông vậy đó, ông không bao giờ, ông ít lắm khi nào ông nói là yêu thương mình lắm, kiểu như ông thể hiện nhiều hơn là ông nói. Nhưng mà con thích không? Dạ con thích, con thích hơn là cái cách ông nói. Nhưng mà trong lúc yêu nhau thì hai đứa có những cái trục trặc gì không? Tụi con chỉ có cãi nhau về vấn đề đạo, tôn giáo. Tại vì ông này thì đạo Phật, còn con thì đạo Thiên Chúa. Bà này á, lúc đầu là bà muốn con theo đạo Thiên Chúa. Nhưng mà con thì con nhất quyết là không, con chỉ có thờ Phật thôi. Bây giờ thì sao? Bây giờ vẫn vậy thì đạo ai đạo ai nấy thờ. Bây giờ là bình thường mà. Quá hay. Mà cái lần giận lâu nhất của tụi con là bao lâu? Dạ tầm 1-2 tuần gì đó. Trời, em tưởng trong mấy năm thôi. Ôi, giận 1 tuần. 1 tuần, 2 tuần. Xong rồi đứa nào làm quê trước? Dạ con thì cái bữa đó là đêm 30 Tết, vợ con á muốn là sau này con á, con của hai đứa con á thì sẽ theo đạo Thiên Chúa. Nhưng mà con thì nói là thôi con nít mà nó biết gì đâu, lỡ sau này ví dụ nó thích đi chùa hay sao, hoặc là nó thích đi theo đạo đi nhà thờ thì sao, mình làm vậy thì mình ép nó rồi. Thì thôi kệ nó, cho nó lớn lên nó thích theo đạo này thì theo. Thì vợ con không chịu thì lúc đó mới chia tay khoảng tầm 2-3 tuần gì đó. Thì đó là đêm 30 thì con mới gọi điện thoại, tại vì vợ con lúc mà quen nó là em muốn năm nay là sẽ anh sẽ dẫn em đi coi bắn pháo bông đó. Thì đáng lẽ là chia tay rồi con cũng không có muốn gọi hay là liên lạc gì hết, tại lúc đó con nghĩ là cắt đứt luôn rồi. Nhưng mà đêm đó bữa đó làm sao con tự nhiên con gọi mà không nhá thôi, thật sự là con không muốn gặp, lúc đó con không muốn gặp mà con nhá vậy thôi. Ai về bà này bà gọi lại đó thì bà kêu là anh có nhớ cái lời hứa của anh không. Ok giờ mình đàn ông mình hứa thì mình làm là nói gì luôn hả? Dạ đúng rồi. Rồi sau đêm đó tự nhiên chở đi này nọ xong ok rồi giờ sao muốn yêu lại không? Dạ rồi thì yêu lại thì yêu lại. Nó cứ bực chặt. Tính của con đó giờ là con không có kiểu là mà con mà đã chia tay rồi con giận, không bao giờ con lưu số hoặc là con nói chuyện tới lần thứ hai, không bao giờ con chủ động con gọi. Nhưng mà ông bị không hiểu sao con vẫn lưu số ông này. Ông nhá thì con nói thấy tên Thịnh chắc nhớ mình đây, nhớ rồi. Cái là ủa sao không gọi trời nhá vậy, quê mà quê. Con đợt con gọi lại nó ủa tự nhiên nhá vậy, gọi làm gì? Thì nhá chơi gì đó, nhá vui thử máy rồi à. Đâu ai rảnh thử máy đâu. Về cái con mới đá luôn cái vấn đề là chắc là có nhớ cái vụ đó không để dẫn đi. Sau đó thì em nói nhớ đi vậy đó. Đó rồi sau đêm đó là bao lâu nữa thì mới đám cưới? Thật sự thì tụi con chưa có tổ chức đám cưới được do là dịch. Tụi con ký kết hôn trước và hiện tại có một bé luôn rồi. Vợ con á là bị u nang buồng trứng nên là mổ hết một bên rồi, nên là bác sĩ kêu là cái khả năng sinh con nó rất là thấp. Đó thì đợt đó trong đợt dịch nè, con qua nhà bà ở thì mẹ con mới nói là thôi giờ nếu mà hai đứa thương nhau rồi thì thả luôn đi. Có thì có đó, thì con thả luôn, ai về Vinh luôn. Dạ con gái. Thật sự thì cái bệnh này con cũng biết rất là lâu rồi. Lúc quen ông này nghĩ là quen chơi thôi, lúc mà con khám ra là đã bự bằng một cái quả trứng gà rồi. Thì mới hai đứa mới quen tầm đến một tháng thôi, con nói chắc mà bác sĩ kêu là nếu mà xét nghiệm ra có thể là bị ung thư. Trời. Thì con mới nói với ổng là thôi chắc là em với anh chia tay đi, chứ là nếu mà em bị vậy thì cũng khó có con lắm. Thì ông này ông mới nói là thì bây giờ em cứ đi mổ đi. Con nói thôi mổ rồi ai chăm. Thì ổng nói anh chăm. Thì cái trong khoảng một thời gian rất là dài, kiểu như là vô bệnh viện thì lần đầu tiên ổng phải kiểu như là mình bị mổ thì cái phần dưới á ổng sẽ vệ sinh rồi ổng tắm rửa ổng này kia ổng lo cho mình hết. Mà con mới nói là đó đối với con như là đã đủ rồi, không có cần gì hơn nữa. Đúng rồi. Trời cái đó là quá ơi. Đủ chứ không phải là đủ dừa nữa. Còn thật hơn sự. 1.000 là dạ. 1 vạn rồi tỏ tình. Không vạn cần nói gì nữa. Hả con? Dạ. Dạ. Tại vì chú thấy Tường Vân đang rất là xúc động. Dạ.
sự thì con rất là vui, kiểu như là mình mong chờ rất là lâu rồi mình có con. Con vui hơn là trong lúc con sinh thì có chồng con 24/24 lúc nào cũng có mặt. Và con cũng muốn kể một câu chuyện, giống như là lúc mà con sinh á, thì cái cảm nhận của một người mẹ thì sẽ rất là rưng rưng, mình hơi hơi rưng rưng thì mình chưa có khóc. Thì bác sĩ kêu là con đẻ mổ, thì bác sĩ kêu em bé ra nha, ông này ông khóc chưa con. Và ông khóc rất là lớn, ông khóc lấn át tiếng con với em bé, con khóc luôn. Bác sĩ mới kêu ủa sao khóc hoài vậy em, ba khóc hoài vậy, cái ông vẫn cứ khóc. Cái con bình tĩnh thôi, con không khóc nữa. Con nói hơi sai, mình là mẹ mình phải là người khóc nhiều hơn chồng mình. Ông cứ cảm động quá. Cái con nghỉ khóc luôn, tự nhiên con tắt tiếng khóc, con không khóc nữa. Con nói anh bình tĩnh đi, anh ơi bình tĩnh đi em, anh bình tĩnh. Bác sĩ cứ y quy một ekip, cứ ba người ngưng khóc chưa. Lần đầu tiên cũng trải qua cảm giác đó, và cũng lần đầu tiên con có cái cảm giác đó. Giống như là hai chồng cãi nhau rất là nhiều, những cái chuyện linh ta linh tinh thôi, nhưng mà ở chung với nhau tới bây giờ là cả một quá trình rất là dài. Giống vậy. Con tả cái cảm giác con lúc đó. Con cũng rất là thích con gái. Đó, con nghe tiếng nó khóc lên cái là tự nhiên cảm xúc nó hòa lên. Như một phần nữa là thương vợ nó, đúng không? Dạ đúng rồi. Vừa biết có con á, lúc đó tụi con sao? Con thử cái que con nói thấy sai rồi. Bình thường mình tới tháng mình nói sao chưa tới ta, nghĩ chắc nó trễ thôi, mình căng thẳng quá nó trễ. Thử đại thì chúng con nói chết rồi, sai. Con gặp ông này, con mới đưa vào ông Hai Dạch, ông cúng ông đầu. Hơi sai nha em, bác sĩ nói nhẹ phải coi hơi sai á, có phải không, có phải đúng vậy không? Uống phải vậy chứ của ai? Không nói anh, không phải là của anh, nhưng mà ý là sao bác sĩ nói vậy nó khó, tại vì con mới mổ sau tầm 1 năm là mới có em bé. Đến phần kia đi, Dạ. Anh ấy trẻ tuổi hơn mình, dạ. Đúng không? Dạ. Chắc chắn là về ở với nhau chắc lâu rất là nhiều tật xấu đúng không? Dạ đúng rồi. Ông này thì ổng có cái tật là ổng nhây. Lâu lâu bây giờ thì ổng bị ngược lại, ổng sẽ hỏi em có yêu anh không? Em có yêu anh không? Con trả lời là yêu. Sao? Không nghe. Yêu. Sao? Không nghe. Cứ vậy là mình quạo. Tại con là người rất dễ quạo. Không thích hỏi nhiều, đừng hỏi lầm dùm, hỏi một lần thôi. Mà mình đã vừa chăm con rồi, mình vừa chăm chó nên mình rất là dễ bực mình, mà ổng cứ yêu anh không? Cứ vậy hoài, từ sáng tới chiều mà ngày nào con cũng phải chửi. Nói em mệt anh quá. Em mà mỗi lần bà chửi mình thấy sao Thịnh? Dạ thấy vui chứ, tại vì giờ một ngày mà im là con không chịu được. Tại vì giờ con hay cãi lộn mà mấy cái vụ mà xàm thôi à, chứ không phải là nó lớn lao hay là nó gây gắt gì hết. Đó kiểu vậy, giống như là con nhây quá cũng chửi. Hoặc là ví dụ như con làm gì không đúng cũng chửi. Liếc thành nó quen mà một ngày bà im một cái nói sao kỳ vậy ta, chết rồi hôm nay có vấn đề rồi. Đó kiểu đại loại. Cho nên là phải chọc để cho bà chửi. Dạ, giống tôi vậy đó. Dạ. Hồi đó tôi chưa có con đó, tôi hay chọc vợ tôi lắm. Ngày nào bà không được tôi là ngày đó tôi ngủ ngon á. Dạ. Rất khoái được. Rồi sao nữa nè, tiếp tục còn tật xấu thứ gì nữa? Thứ hai, ông chỉnh chu quá mức. Con không phải là con bê bối nhưng mà ông quá chỉnh chu. Ông xịt nước hoa một cái là con tủ xịt hết nguyên một chai. Anh xịt cái gì dữ vậy? Mà đi đâu là xịt. Tôi nói con dị ứng với mùi nước hoa quá, xịt rất nhiều. Đối với con là mùi hôi đó, mà nói hoài cũng không sửa, cứ thế xịt. Mà có con nữa, ông nói cho con ngửi chung, cho nó vui, cho nó thơm. Nó không có thơm gì chừng, hôi lắm là cũng cãi lộn vụ xịt nước hoa. Cái thứ ba là ổng cọc, ổng đang cười đó, mà nói gì không hài lòng lắm đâu. Ổng không hét lên, ổng không lớn tiếng, nhưng mà ổng sẽ gần cái giọng xuống. Vậy em muốn làm sao? Con à, con có một cái chìa khóa vàng rồi, con sử dụng cái chìa khóa đó đi. Dạ. Chồng con là vừa thích có con mà lại vừa thích có con gái nữa. Dạ. Cho nên là bé cứ càng lớn rồi thì chồng con sẽ càng thay đổi những cái mà con mong muốn chắc chắn vậy luôn á. Cô ấy có những tật xấu nào đáng yêu nào? Có một cái tật xấu rất lớn là vợ con kèo, kèo lắm. Một bữa nào đó mà mình, ví dụ mà đi mua đồ hoặc là ăn uống gì mà chi quá nhiều tiền thì là mặt bả nụ liền. Đó, kiểu vậy. Hoặc là ví dụ mình phụ nữ đi thì mình cũng phải thích mặc đồ đẹp, thích này nọ, còn bà này không. Trang sức, nước hoa, quần áo đẹp, giày đẹp, tất cả mọi thứ bà không cần. Bà chỉ cần là trong người bà có nhiều tiền thôi. Đó, kiểu vậy, bà rất mê tiền. Đó. Mỗi ngày có đếm tiền mà là dạ, lâu đếm. Lâu cái lấy vàng ra đếm. Dạ, đếm hoài luôn, ngày nào cũng. Dạ, đúng rồi. Nói chung là chi tiêu nó rất là chặt chẽ. Thì cái tính của con trước khi quen bà là con thích xài những cái đồ mà giống như nó không phải là hiệu nhưng mà nó cũng tầm 3-4 triệu, 4-5 triệu vậy đó, thì con mua thì con cũng không có suy nghĩ nhiều. Nhưng mà từ khi quen bà là không, no, anh mua cái 100 mấy mặc được rồi. Bà là giống như là bạn thân của chợ gì đó, chợ Hạnh Thông Tây. Đúng rồi, chợ Hạnh Thông Tây ra mua đồ mấy chục ngàn đồ bộ, mặc đi đâu cũng mặc cái bộ đồ đó hết. Thậm chí là nhiều khi mẹ con này, mẹ ruột con á cũng nói trời Vân ơi sao mà mày nhìn mày
không có chị, không gọi là già hơn Thịnh này đó, mẹ còn phải đi mua đồ để cho bà mặc nữa đó, tại vì bà không có chăm chút mấy cái đó. Rồi sao kiểu... có nhịn ăn nhịn uống gì không? Dạ không, bà này khoái ăn uống lắm, không lấy tiền mua đồ nhưng mà ăn uống thì chi thoải rất là thoải mái. Đúng rồi. Nhưng mà chi nhiều quá thì mặc nụ. Còn rồi. Gì nữa không? Nói chung vợ con cứng đầu đó, nói cái gì thì phải cãi trước, làm thì vẫn làm nhưng mà cãi trước cái đã, xong rồi phải giải thích. Tối chuẩn bị đi ngủ nhiều khi 11-12 giờ là tự nhiên nhớ đây, nó cằn nhằn tới 2-3 giờ sáng luôn. Phụ nữ người ta cằn nhằn là chuyện bình thường, nhưng mà có cằn nhằn thì cằn nhằn cái giờ nào đó đúng giờ đúng giấc. Đúng rồi, đúng giờ đúng giấc đi. Rồi cái chuyện cằn nhằn thì cô nghĩ là nên thay đổi. Yeah. Cái đó dễ mà điều tiết lại thôi. Còn con á biết sao không? Bữa nào á con phụ nữ á nói vậy thôi chứ mà yêu bằng lỗ tai đó con. Con là con quá tuyệt vời trong vấn đề về hành động rồi, nhưng mà giờ con bồi thêm, nếu giờ chưa quen thì lâu lâu con làm cú. Hồi bữa nay làm luôn đi chị. Hiểu không? Ừ, làm luôn hả? Làm luôn đi chị. Thể hiện với vợ, muốn dành cho vợ một cái sự bất ngờ. Thì nói chung là từ đó tới giờ thì từ lúc mà yêu em cho tới cưới em á thì anh cũng không có cho em cái gì được nhiều. Đó. Thì nói chung là anh cũng làm em buồn nhiều, nên là những cái tật xấu của anh thì anh sẽ cố gắng anh bỏ. Với lại anh cảm giác là bây giờ anh chưa có lo được cho mẹ con em được những cái thứ tốt nhất, thì anh sẽ cố gắng, thì trong thời gian sắp tới anh sẽ lo được cho em nhiều hơn cũng như cho con nhiều hơn ha. Trời ơi, dạ nói cái gì đi con. Em phải cảm ơn anh đã là chồng của em, là ba của con em. Anh không phải là một người quá lãng mạn, nhưng đối với em chỉ cần như vậy thôi. Em mong là sau này anh giữ sức khỏe và mãi yêu mẹ con em như thế thôi. Trời ơi, một cái trời ơi. Mãi yêu mẹ con em như thế thôi. Anh chỉ chúc cho hai em nha. Dạ. Sẽ yêu nhau nhiều hơn nữa nha. Tại vì á tóc ảnh dài mà ảnh ốm nữa, ảnh đen nữa, nên là cũng không có cái cảm giác gì, nhưng mà cái ấn tượng là ấn tượng ảnh xấu quá. Hai đứa nằm chung nhau vậy nhưng mà là rất là trong sáng đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà là nhưng mà anh cũng có lén khoáng một chút xíu. Xong rồi cái là tự nhiên đang lúc cao trào em bật khóc. Cái ông này ông hỏi em sao em khóc vậy? Anh làm em đau cái gì hả? Ông nói không. Tại mấy bạn anh hồi chiều nói nhiều quá nên em suy nghĩ tới con nhỏ đó đó, em ghét em khóc. Khóc trong lúc đó nữa. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng chào đón cặp vợ chồng thứ hai. Mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận. Em tên An, Trịnh Hoàng An, em làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Còn em làm ngành nào vậy Ân? Em làm bên mảng nhôm kính, em năm nay 31 tuổi. Chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận, em tên là Trúc Ly. Hiện tại thì em đang làm nhân viên văn phòng ở khu vực Trảng Bàng, Tây Ninh. Ủa là sao? Là cưng ở Tây Ninh? Dạ. Còn bạn? Làm ở thành phố nhưng mà chiều tuần chạy về 2 lần. Chia sẻ cho anh nghe cái câu chuyện tình yêu của các bạn đi. Lần đầu tiên hai đứa gặp nhau là ở đâu nè? Đoán đi ông, đoán cái đi ông Bin. À, một nè. Ngày đẹp trời đó là ân ông đi ráp cửa sổ cho nhà người ta dưới Trảng Bàn đó. Dưới Tây Ninh á, dưới Tòa Thánh á. Xong mới đang đi cái đói bụng quá. Cái tấp vô ăn tô bánh canh Trảng Bàn. Xong lúc đó là chưa gặp cô này nha. Xong cái chạy hồi nữa cái ghé uống nước mía. Uống nước mía vườn cao hay gì đó thì mới gặp cái cô này. Thế đang uống nước mía luôn. Rồi hai đứa gặp nhau xong rồi thấy nước mía ngọt quá, rồi cô này mặt cũng dễ thương quá, cho nên là dùng những cái lời ngọt ngào cua và dính luôn, đúng không? Đúng không? Dạ không. Hai đứa là gặp nhau ở Tây Ninh đúng không? À, ở Gò Vấp. Rồi xong. Ở Tây Ninh Gò Vấp. Bạn này làm hóc môn, bạn kia Tây Ninh, nhưng mà gặp nhau hai đứa dấp. Gặp nhau Gò Vấp. Ủa, gặp nhau Gò Vấp nhưng mà gặp nhau ở đâu? Ở nhà của sếp lúc đó. Thôi hai đứa kể đi nào. Kể đi. Thì lúc đó em đang làm ở trong công ty đó, còn vợ em bây giờ là làm kế toán. Là em hay đi công trình xa, em hay quyết toán hóa đơn về cho vợ. Xong rồi em mới nói chuyện với vợ nhiều. Hai đứa là chung công ty phải không? Dạ lúc đầu là như vậy. Trong thời gian cái em mới xuống nhà sếp chơi, sếp là dì họ của vợ. Em có ấn tượng gì về cổ không? Đầu thì cũng không có ấn tượng gì, gặp thấy bình thường nói chuyện dạng như kế toán như mình nói chuyện với nhau thôi. Nhưng mà dễ gây lộn kế toán lắm, mấy bà kế toán khó lắm. Dạ. Con số là phải chính xác, không phải liềm bìm nó hoài. Dạ, và bắt thu thập chứng cứ rồi thu thập hóa đơn lắm, thu thập phiếu phiếu chi đúng không? Mấy bà đó là chỉ có con số thôi. Con số đó. Đó. Nhưng mà nè, em nhìn cổ em thấy hiền không? Lúc đầu thì thấy cũng vui vui là cười hay hiếp mắt. Ghiền là ghiền cái đó chút.
Nghĩa là ấn tượng cũng được. Hiền cái híp mắt đó. Em gặp chàng trai này thì sao nè? Lần đầu tiên gặp chồng em đó thì em thấy ảnh xấu quá à. Tại vì á, tóc ảnh dài mà ảnh ốm nữa, ảnh đen nữa, nên là cũng không có cái cảm giác gì. Nhưng mà cái ấn tượng là ấn tượng ảnh xấu quá à. Thì nói chung hai đứa đều ấn tượng không có đẹp gì về nhau. Đến được là do cái lúc mà em về quê xong em lên Sài Gòn lại là cái chân em nó bị chật. Cái lúc đó là em mới lên Sài Gòn á, lần đầu tiên lên Sài Gòn luôn, không có quen biết ai hết ngoài dì thôi. Thì cũng không có đi đâu được, rồi bị đau chân nữa, nên là thành ra là nhắn tin với anh này là: anh ơi, giờ em không biết đi đâu, anh chở em đi vòng chơi đi. Xong là tối đó anh chở em đi uống xin tố, xong rồi là ghé bên bạn của anh là đang nhậu, xong rồi anh dắt em lại luôn. Là tới lúc đó là những cái bạn của anh nói là: bạn gái mới hả? Bên các bạn bè có suối hai đứa quen nhau không? Bạn bè tưởng là đang quen nhau chứ không phải. Tưởng luôn rồi. Tưởng luôn rồi. Tại có bạn gái là em hay dẫn về, nhưng mà cũng rất là ít, chỉ có hai người. Đến khi nào thì hai đứa mới thật sự là có cảm giác với nhau? Lúc đó là em ra ở trọ riêng, thì em ở cái chỗ mà anh này thuê giùm em. Thì lúc đó là ông chủ nhà trọ ổng dê em, xong em điện anh với anh này cái em khóc. Anh nói là thôi để nữa tối anh qua anh canh cửa giùm cho. Rồi xong cái là đúng là tối đó ổng qua cái cửa vậy thì ổng nằm ngang vậy. Trời ơi, tội nghiệp vậy đó hả? Nghiệp, tội nghiệp lắm. Động lực nào mà em lại làm điều đó? Em phải thích rồi mới làm chứ đâu có lãnh đâu mà. Đúng. Nghe Ly nói, vợ em nói như vậy thì em thấy có lỗi của mình, tại mình dẫn thuê trọ chỗ đó. Không có biết, mình thấy ý đấy quá. Ở đó mình ngủ vài bữa để kiếm phòng trọ khác để chuyển đi. Xong rồi ở ngủ từ cửa xong là một tuần á, từ ngủ đầu rồi. Cửa vô ngủ tới cửa. Gần nệm cái lên cái vô nệm nằm đó. Em chắc là ngủ chứ nhắm mắt để đó thôi chứ nhìn không nhìn, tụi em không sót. Có chuyện gì xảy ra không? Anh biết nhưng mà em nằm ở trên nệm, nhưng mà em nhìn thấy một chàng trai nằm mà trắng đường gì chứ cảm động chứ. Dạ em. Đúng rồi, cảm động đúng không? Tại vì cái lúc mà ảnh nằm không có cái mờ, không có cái chiếu gì ở dưới á, em lắm. Thấy em tội. Xong rồi cái bắt đầu hai ba bữa sau là em nói thôi anh lên giường anh nằm đi, xong rồi đợi tới khi nào mà thuê trọ thì dọn ra. Là anh lên anh nằm với em. Hai đứa nằm chung nhau vậy nhưng mà là rất là trong sáng đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà là mà anh cũng có lén khoáng chút xíu. Rồi thử. Cũng có xin xỏ rồi nhưng mà chắc không được đúng không? Không được chuẩn y đó. Đúng rồi. Anh nghĩ là thời gian đó là hai em đã thật sự thích nhau rồi đúng không? Rồi đến khi nào thì ổng mới bắt đầu tỏ tình em? Tụi em thì như cũng không có tỏ tình gì hết. Nhắn tin qua lại rồi từ quen thôi. Khi nào thì mới có nụ hôn đầu tiên? Lúc mà tìm được nhà trọ mới rồi. Lúc hai đứa quen nhau rồi là quyết định quen luôn á. Chuyển qua nhà trọ mới tầm 1 đến 2 tuần là em bắt đầu em qua em ở. Là hai đứa ở chung luôn. Làm hai tuần đó là bắt đầu mới có nụ hôn đầu tiên. Vậy là hai đứa yêu bao nhiêu lâu thì mà làm đám cưới? Tụi em thì khoảng 3 năm mấy. 3 năm ở trọ chung luôn? 3 năm ở trọ chung là ở từ Gò Vấp, xong rồi dọn xuống Tây Ninh. Anh này anh cũng theo luôn. Rồi trong thời gian đó là sao? Em thì làm ở trên Hóc Môn, còn em ở dưới Tây Ninh. Dạ. Là lúc đó là cứ xa nhau như vậy á hả? Dạ đúng rồi, đi về về, đi lúc đi từ về. Lúc quen tới lúc cưới tới giờ vẫn vậy. Trong cái thời gian yêu nhau vậy êm đềm vậy, có bao giờ có cái chuyện nào mà giận nhau rồi lôi đình rồi có là muốn chia tay nhau, cắt đứt đồ này kia nọ không? Có cái lúc mà em đang ở trọ, cái trọ mới ở trên Gò Vấp á, thì lúc đó là công việc của em chưa có ổn định, tại vì mới lên Sài Gòn, thì mình lên Sài Gòn mình bỡ ngỡ luôn, cái nhà trọ 1 tháng 2 triệu mấy, mình làm sao mà mình lương mình chỉ có 5-6 triệu thôi, mình trang không có đủ, nên lúc đó em nản quá, em định về quê, em định bỏ ông này về quê. Ổng khuyên nhủ mà thấy ổng buồn quá, ổng tội nghiệp, nên là không có bỏ ông được, nên là ở trên này ráng trụ, xong mà nhắn tin hỏi bạn ở dưới Tây Ninh là có công việc nào không cho tao đi làm với, thì nó mới giới thiệu là tao có công việc này nè, mày xuống mày làm đi, lương cũng ổn. Xong rồi em nộp hồ sơ xuống là hai vợ chồng xuống dọn xuống dưới luôn. Chứ không có giận hờn gì hết, chỉ là em hơi nản, em muốn về quê thôi. Nhưng mà bây giờ lương của em ổn chưa? Lương của em bây giờ thì cũng ổn rồi. Ổn rồi phải không? Rồi lương của chồng ổn chưa? Dạ cũng ổn rồi. Vậy ổn rồi. Ổn rồi là phải có kế hoạch của em bé. Đúng rồi. Là cưới nhau được mấy năm rồi cưng? Khoảng gần 1 năm thôi. Ngày cưới của hai bên là cách nhau 7-8 tháng. Dịch Covid làm đám với em tháng 3. Rồi xong dịch bùng lên là ngưng. Không có làm được. Ngưng. Tới lại tháng 11 thì mới làm. Vậy giờ về ở chung nhau rồi sao? Rồi cái có lòi ra tật xấu gì nhiều không? Đó. Tật xấu thì trong 3 năm nó lòi hết rồi chị. Lòi hết đâu kể đâu, không có tật xấu gì đâu kể. Vợ em thì tật xấu cũng không có bao nhiêu. Con cái là ăn uống làm biếng thôi. Làm biếng lười ăn. Lười ăn, như lười nấu. Khi nào có em về thì mới nấu. Còn không là cứ một mình muốn ăn gì ăn, có bữa cơm ăn cơm.
Rồi phải mà tôi được cái bệnh lười ăn như nó đỡ ghê. Em cũng vậy luôn á chị à. Thì sao em không lười ăn vậy? Không được, tôi nhìn đồ ăn cái muốn nhào vô trong miệng luôn á. Mặc dù miệng trong đầu trời, chị siêng ăn lắm, không có lười ăn tí nào luôn á trời. Nó nghĩa là lười ăn, không chịu nấu ăn. Yeah. Đúng không? Nào chồng về rồi mới nấu. Mà nấu ăn ngon không? Dạ ngon. Cũng được rồi. Có một cái tật mà giống như mấy bà vợ là ghen. Trước giờ thì chưa thấy, nhưng mà hỏi thì kêu có. Vậy hả? Hỏi thì nó có ạ, tôi ghen ạ, tôi ghen dữ lắm ạ. Có ghen là ghen chuyện gì? Cái lúc đó là đi chơi với bạn của ổng. Thì khi đi chơi thì mấy bạn chọn ổng chọc, lúc đó là chưa cưới. Là mấy bạn ổng chọc là hồi đó ân quen cái nhỏ kia ngon lắm. Được lắm, đẹp hơn Ly nhiều. Mà nói nhiều lắm, em nghe nhiều mà em đốt cảm nhà. Thấy buồn trong lòng rồi. Qua đột. Xong rồi cái tối lại là hai đứa là đang hú hí với nhau. Xong rồi cái là tự nhiên đang lúc cao trào em bật khóc. Cái ông này ông hỏi em sao em khóc vậy? Anh làm em đau gì hả? Ông nói không. Tại mấy bạn anh hồi chiều nói nhiều quá nên em suy nghĩ tới con nhỏ đó đó, em ghét em khóc. Mà khóc trong lúc đó nữa. Ghen này là thuộc loại ghen cá tính. Ghen thời điểm. Ghen đặc biệt luôn nè. Hồi lúc đó em giải quyết sao không? Nghe nói làm cười á. Là ghen nói gì đó. Là chỉ có trận đó thôi. Dạ. Với lại ổng ghen em. Thì ổng ghen cái lúc mà em nhắn tin bồ cũ á. Bồ cũ nhắn tin hỏi em khỏe không này kia. Rồi ổng đọc được cái tin nhắn. Rồi bắt đầu ổng ghen, nhưng mà ổng ghen được 1 phút 30 giây à. Lý do là em so em dịu lại. Sẵn kể luôn đi. Ngoài cái ghen ra còn tật xấu của chồng là gì nè? Tật xấu thì trước lúc cưới á chị, nhiều tật xấu lắm. Không có hớt tóc. Tóc để rất là dài. Đi ngủ thì không có đánh răng. Sau khi cưới thì ngày nào em cũng nhắc ổng cái chuyện đó hết. Ví dụ tóc dài anh ơi đi cắt tóc. Tối anh đi ngủ thì anh ơi đánh răng đi. Giống như là thôi bỏ, coi như bỏ đi. Mình sau khi mà mình đã nhắc rồi bỏ rồi, còn cái gì mà em không phát hiện được lúc mà chưa cưới không? À có, hay quên có. Tại vì ổng là ổng hình như ổng đản trí hay là ổng vô tư thì em cũng không hiểu. Em kêu ổng là anh ơi cất vàng đi. Xong rồi em với ổng cùng cất cái chỗ đó. Nhưng mà vài tháng sau em hỏi là anh ơi vàng, lấy vàng giùm em. Không nhớ chỗ nào hết. Mà mai thai là em nhớ không? Mai thai em cũng cắt chung em nhớ. Rõ ràng gì cũng mừng. Mừng ghê á. Tưởng là em quên luôn là hiểu rồi. Nhưng mà cái quan trọng đó ổng là quên luôn, hỏi tâm sự với anh chị bắt đầu dò giùm. Trời sao? Còn tật xấu gì không? Không, nói chung là chị có vấn đề hay quên với lại hơi vô tư thôi. Vô tư khác vô tâm nghe. Dạ đúng rồi, ổng vô tư thôi chứ không có vô tâm. Vô tư là đâu có xấu. Vô tư là cuộc đời này nó thoải mái lắm, đúng sao không? Được người ơi. Cứ vô không tư suy đi. Nghĩ không lo. Ừ thì... Nhưng mà nè, có lãng mạn không? Dạ không. Vô tư đó, vô tư. Có nhớ những ngày tháng đặc biệt của vợ không? Sao mà nhớ được, nó vàng tất ở đâu mà còn quên. Nhớ một ngày sinh nhật thôi. Nhớ ra nhớ. Mà ngày sinh nhật tặng quà có tổ chức gì cho vợ bất ngờ không? Vợ thì không có cần tiền quà gì á. Tới ngày sinh nhật là em chuyển tiền thẳng luôn. Trời ơi, quá thực dụng rồi. Thôi cũng được đi. Mua quà chi tốn tiền, mua hoa về để héo cũng vậy. Quất thực tế, ok, được. Bây giờ mong muốn thay đổi điều gì đi? Ông mong vợ thay đổi điều gì nè? Dạ, em mong vợ thì chỉ có lo ăn uống một chút. Chứ anh cứ tối không chịu ăn cơm, là cứ ăn trái cây miết à, ăn trái cây ăn vặt. Là không thích ăn hay là cố tình không ăn để giữ dáng? Dạ là biến ăn. Tối về đi làm 7 giờ sáng đến lại 6 giờ rưỡi tối là về là biến ăn. Biến ăn hả? Chứ lại có một mình. Lại đây. Dòng ơi. Phải tôi làm biến ăn được như bé này thiệt. Bắt biến. Ước gì. Rồi okay. Còn em thì muốn con xã mình thay đổi điều gì? Em thì muốn anh là nói chuyện với lại mọi người xung quanh nhiều hơn. Tại vì ổng ngại giao tiếp với mọi người lắm, nên là cải thiện cái đó. Ngoài ra thì hơi lãng mạn chút xíu. Nhắc khéo nghe. Nhắc khéo lãng mạn nha. Đã không cho người ta tặng bông lấy gì lãng mạn. Em không cần mua một bó, em chỉ cần một cành thôi. Mua một cành bông mà về cũng hỏi bao nhiêu tiền mà. Cái toán giác mà. Cái cảm giác nó khó chịu lắm. Mang hoa về tung tăng chạy về hơn hoa. Dạ tặng em nè, chúc em vui vẻ nha. Mua chi vậy tốn tiền hả? Rồi xong. Tụt mốt luôn á. Bây giờ là hai đứa là có định là năm nay là có em bé không? Dạ tụi em đang tìm kiếm ráo riết. Rồi đây, xin giới thiệu với tụi em ông mụ quốc dân. Anh chỉ chúc cho hai vợ chồng em, hai đứa sẽ về tự về chung một nhà. Và trong năm nay ha, công việc sẽ phát triển thuận lợi, sẽ yêu nhau nhiều hơn và đặc biệt là thấu hiểu nhau. Chúc cho khoảng tháng 3, tháng 4 là bác sĩ báo tin vui. Có thể là qua năm sau các em sẽ chào đón một thiên thần tuyệt vời đến với gia đình các em. Trời ơi, chúc mừng nghe. Với lại là em có một cái nguyện vọng là em xin được nói những lời yêu thương với tới mẹ em. Em nói với mẹ đi. Dạ, mẹ ơi, tại vì là con không có
nói được những cái lời yêu thương. Tại vì hồi nhỏ là không có sống được với... Tại vì từ lúc nhỏ là em không có sống được với ba mẹ. Cũng là do hoàn cảnh. Cho dù là mẹ có làm nên cái lỗi gì thì em vẫn sẵn sàng là tha thứ và sẽ giúp đỡ cho mẹ. Mặc dù là em không có nói những cái lời mà ngon ngọt được, tại vì tính em thì nó thẳng thắn, nó giống như là một đàn ông con trai gì đó, không có thổ lộ được những cái gì mà tình cảm dành cho cha mẹ. Thì á là em muốn nói là mẹ ơi, con yêu mẹ rất là nhiều. Nói gì nữa không vậy? Với lại với ông bà ngoại thì hy vọng là ông bà sẽ sống lâu và đợi cháu chắc ra đời. Thì tại vì ngoại em là bệnh nhiều lắm nên là không biết đã đi khi nào. À, ông bà ngoại của em đó phải không? Ờ, yên tâm rồi đi. Thôi là năm nay là có con rồi. Nghe, nghe. Rồi. Cảm ơn em rất nhiều. Hai bạn này gặp nhau trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò năm 2017. Ai trời ơi, đi đúng không? Dạ, dạ, trời ơi, thấy chưa? Nếu mà những bậc làm cha làm mẹ như chúng ta thì hả, mà con mình nó vui là mình vui. Cho nên là Vân nghĩ Vân mong là hai bên gia đình hãy mở lòng và tiếp nhận con dâu cũng như con rể của mình. À, bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đến với cặp vợ chồng thứ hai. Wow. Nhìn cặp vợ chồng hạnh phúc như thế này, đặc biệt là cô dâu đang có tin vui như vậy nữa, thì chắc chắn là năm nay sẽ là một cái năm thật là tuyệt vời ha. Rồi, chào hai em đến với chương trình, mời em giới thiệu về mình. Dạ, em cứ chào anh Quốc Thận, chị Hồng Quân. Em là Đình Đạt, đó từ Bình Định. Hôm nay Đạt nhiêu tuổi rồi? Hôm nay là em 37 tuổi chị. 37 tuổi, làm nghề gì? Em làm cơ khí chế tạo máy, rồi đây là vợ em. Rồi, mời em. Dạ, em xin chào anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân. Em là Thanh Thảo, năm nay em 33 tuổi. Làm kinh doanh bên mạng bất động sản ạ. Hai người ở Bình Định hết? Em ở Phú Yên ạ. Em ở Phú Yên, dạ. Còn em ở Bình Định. Dạ. Rồi em đoán đi. Chắc là hai bạn đó ở chung xóm, đúng không? Chung xóm mà hồi nhỏ là không có thích nhau. Nhưng mà lớn lên Thảo trổ mã, Thảo rất là đẹp. Và bạn này nhìn thấy mê mẩn quá và theo đuổi cô này. Và cuối cùng là chinh phục được cô này và lấy cô ấy làm vợ. Đúng không? Sai. Tôi không cần nói, tôi cũng thay lời hai bạn này. Tôi nói sai. Sao chị đó, sao nói sai là sai? Chị dựa vào cơ sở nào? Hai bạn này gặp nhau trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò năm 2017. Trời ơi, đi đúng không? Dạ, dạ, trời ơi, thấy chưa? Ôi, như vậy là hai em là kết nối với nhau, kết nối tình duyên với nhau là qua chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò hả? Dạ. Dạ. Wow. Em tên có 4 chữ T ạ. Trần Thị Thanh Thảo ạ. Năm nay em 29 tuổi. Về em ở Phú Yên và hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, kinh doanh bất động sản. Mời bạn trai giới thiệu. Anh chào Quyền Linh, anh Quyền Linh. Em chào chị Cát Tường. Em tên là Trương Đình Đạt, 34 tuổi, đến từ Bình Định, hiện tại đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Làm gì rung vậy Đạt, sống ở Bình Định. Dạ. Sau khi em tham gia Bạn Muốn Hẹn Hò đó, lúc đó cũng em cũng rung lắm, rung. Mà cũng Thảo cũng ít nói chuyện không được. Nhưng cùng hai Thảo với em cũng bấm nút. Rồi đang còn gặp nhau. Bữa đó thì gặp nhau xong á là bọn em ra uống nước, đi uống nước. Rồi trưa đó mời hai gia đình đi cơm trưa. Em thì lúc đó cũng chưa ấn tượng gì về anh Đạt đâu. Chỉ có thích cái nụ cười của anh lúc mà em quay sang á. Thì thích nụ cười hiền lành thì em bấm nút thôi. Cảm xúc đầu tiên là kết cái nụ cười ha. Sau cái hôm mà buổi trưa mà gia đình đi ăn trưa xong á, thì tụi em liên lạc với nhau như thế nào? Tiếp tục là tìm hiểu? Nhắn tin thôi chị, nhắn tin qua điện thoại. Vậy hả? Dạ. Trong bao lâu? Hai ngày. Xong rồi ngày thứ ba thì em mới thấy anh này là lạ. Thường thường là hẹn hò thì bên trai sẽ rủ đi xem phim liền hoặc là đi cà phê liền, mà sao không thấy anh này ảnh rủ mình hết. Không biết ảnh có thích mình không. Em mới nhắn một tin nhắn gửi là anh sắp mất em rồi. Lúc đó sợ đúng không? Lúc đó thì em lúc bận quá,
Thì lúc đó em nói thôi đôi thứ bảy đi, thứ nhật thì cuối tuần gặp nhau rồi uống cà phê rồi xem phim luôn. Mà lúc đó cho thấy Thảo nhắn tin thì em thấy lúc đó chắc chắn Thảo đang giận. Rồi em liên lạc xong chiều đó đi tối uống cà phê. Rồi hẹn bữa sau là bữa đó là 30 tháng 12 năm 2017 đi đi xem bé Phú Hoa. 30 tháng 12 à. Lúc đó cũng sợ sợ vì mới quen có mấy ngày à, mà rủ thì biết Thảo ngại có đi không. Em chưa nói thì Thảo nói thông báo là bữa sau là đi Vũng Tàu, đi về nhà mới nhà bà cô gì đó. Lúc này rủ đi Vũng Tàu luôn. Không, Thảo đi mình. Em đi xuống Vũng Tàu thì em nghĩ trong bụng sao anh thì anh không cản mình, anh để em tự đi luôn. Rồi cuối cùng sao? Thì cuối cùng á em đi xuống Vũng Tàu xong rồi gặp cô. Cô ở dưới cô mới nói là cháu muốn thử lòng anh này ấy, thì cô chỉ cách cho biết là ảnh có thương mình hay không. Cô mới chỉ là thôi bây giờ bắt máy điện thoại gọi điện ảnh xuống chở em tối đi xem bán pháo hoa. Nếu như mà ảnh xuống liền ấy thì ảnh là thương. Còn nếu mà không vì lý do là xe xôi này nọ thì thôi xin lại chơi thôi. Tầm 9 giờ sáng thì em có gọi điện cho ảnh, ảnh nghe máy, anh nói là trong vòng một tiếng anh xuống Vũng Tàu anh rước em về. Trong một tiếng hồ dạ. Xong rồi con nói gì mà tầm một tiếng sao mà xuống kịp. Nói thì nếu như mà anh xuống kịp thì có duyên, còn không thì thôi. Tầm một tiếng sau là anh gọi là em ơi anh ở Vũng Tàu rồi. Trời ơi, em đi tàu cánh ngầm phải không? Không không anh, lúc đó thì em ở nhà buồn, đã buồn chờ tối đó em cứ nghĩ là hôm nay giao thừa chắc ở nhà của mình buồn rồi, không ai đi xem bánh phô hoa rồi. Tự nhiên có điện thoại Tháo gọi xuống, em mừng quá em lái xe em chạy xuống luôn. Thì chạy Vũng Tàu thì có chừng trăm mấy cây, thì em chạy khoảng chừng không nói chung một tiếng thì không có chứ hơn một tiếng, còn anh nghĩ là hơn một tiếng, tiếng rưỡi thì khoảng một tiếng rưỡi là tới. Cái đêm bắn pháo hoa đó hai đứa coi, nhưng mà ảnh có tỏ tình, ảnh có cầu hôn em không? Dạ không ạ, chỉ có tâm sự nói chuyện cá nhân hai bên này nọ. Xong rồi tới lúc mà bắn pháo hoa thì ảnh bước sát sát vô bên em, xong rồi cầm tay em xem vậy thôi chứ không nói gì hết. Dạ không nói gì hết, chỉ là biểu hiện thôi chứ dạ. Là hành động em là của anh đó nha. Rồi sau đó thì sao, khi nào thì em mới về ra mắt với bên gia đình của ảnh? Tầm 3 tháng ha. Lúc đó thì Tết, là lúc gần Tết rồi, ba mẹ cũng nói là dẫn vợ em á vừa đem rách ra bên đại đình, thì ba má thấy cũng hiền dễ thương, cũng khéo léo, ba mẹ cũng thương. Thảo thì sao, em có cảm nhận là bên gia đình bên Đạt là thương quý em không? Dạ lúc mới gặp là rất là thương em. Nhưng mà sau này bên gia đình có xem và anh em bên chồng có xem thì có vẻ họ không tốt, nên là ba mẹ quay ngược lại không có thương em nữa. Ủa vậy hả? Dạ. Ủa, là tại sao vậy, hôm đó là làm sao vậy? Dạ cái lúc đó tại anh Đạt rụt rè như hiện tại bây giờ luôn nè. Cứ rụt rè đó chịu không được thì em mới nói thì thành ra nó nói nhiều hơn bên trai. Thì bên ba mẹ anh Đạt thấy em gái mà tấn công quá, dạ nói nhiều với lợi sợ sau này về là em hiếp đúng không anh Đạt, cho nên là ba mẹ nói thôi thấy cái này dữ quá, lúc đó thì ông bà không có cho hai đứa quen nữa. Yeah. Rồi như vậy thì sao ta, rồi sau cuối cùng làm sao mà làm đám cưới? Quen 2 năm thì ba mẹ của anh thấy hai đứa yêu thật lòng á, thì ba mẹ đã đồng ý cưới, nhưng mà trúng cái mùa dịch thì không có tổ chức được. Là mới đây không, là không có. Thì thực ra là cái chuyện đó là chỉ là một cái buổi tiệc thôi. Yeah, buổi chứ tiệc. Còn thực sự mà nói thì khi mà tụi em đã yêu nhau đến với nhau xác nhận là sống lâu dài với nhau có con thì mình cũng coi như là một gia đình nhỏ rồi. Đó thì chị nghĩ là bây giờ là cái khoảng cách giữa ba mẹ em với lại bạn Thảo còn không? Đã giải tỏa hết chưa? Tại vì nếu chưa thì nhân cái cơ hội này nè. Yeah. Hai vợ chồng chia sẻ cái điều muốn nói với ba mẹ đi. Giờ em với Thảo cũng cưới nhau rồi thì cũng sắp có được đứa con đầu tiên đầu lòng. Khi cưới tới bây giờ thì cũng vợ chồng cũng sống hòa thuận và yêu thương nhau. Bây giờ là con cũng muốn hai ba mẹ hai bên đó là để hòa thuận nhau, nói chuyện là thân thiết nhau đó. Vợ chồng con lúc nào cũng thấy sống hạnh phúc, vừa có con cái, vừa có bên dòng họ bên ba mẹ và ba mẹ bị vợ và ba mẹ chồng. Thảo nói gì đi cưng, Thảo nói với ba mẹ đi. Dạ, con với anh Đạt tham gia chương trình này cũng mong muốn hai bên gia đình hòa thuận nhau vui vẻ, để hai bọn con có một hạnh phúc trọn vẹn. Thực ra Vân cũng thay mặt chương trình là bởi vì hai bạn cũng đã tham gia từ Bảo Mối Hẹn Hò
Rồi các bạn tìm hiểu nhau, vượt qua bao nhiêu trở ngại để bây giờ các bạn tham gia cái chương trình Vợ Chồng Son. Và kết quả là bạn sắp sửa có một bé gái đầu lòng. Thì Vân nghĩ là nếu mà những bậc làm cha làm mẹ như chúng ta thì hẳn là con mình nó vui là mình vui. Cho nên là Vân nghĩ, Vân mong là hai bên gia đình hãy mở lòng và tiếp nhận con dâu cũng như con rể của mình, và cùng vun vén cho cái gia đình nhỏ này nó hạnh phúc. Vân mong là hai gia đình sẽ chấp thuận cái lời khẩn cầu của hai con và của những người tham gia chương trình. Vân xin cảm ơn. Nãy giờ thấy Thảo á, cái mặt buồn lắm. chị thấy rõ ràng không? Mặt có nghĩa là nó chất chứa cái gì đó trong lòng á. Mà nó nè, cái gì á, hãy tống nó theo cái năm cũ đi, vui vẻ lên nha. Rồi bây giờ đến cái phần vui vẻ nè. Đúng rồi. Bây giờ khui thật xấu nè. Đúng rồi. Bây giờ anh rất muốn biết nè, em lấy anh Đạt về 2 năm qua em thấy ảnh như thế nào? Ảnh có hiền lành không? Tật xấu anh là cái gì nè? Dạ, 2 năm qua thì em thấy anh Đạt rất là tốt và hiền. Chỉ có điều là ví dụ như không hài lòng gì về anh ấy thì anh hơi cọc và nóng tính, hay quát. Thì mấy người hiền á là lúc nào cũng cọc hết á. Dạ. Mà có làm em tổn thương nhìn, không? Nhìn xong bắt đầu lên cơn cái là cọc cằn vậy đó. Ừ. Nhưng mà điều cái là những cái cọc đó là làm cho em khóc và tổn thương. Ôi Đạt ơi, sao để cho người ta khóc vậy trời? Rồi sao nó có năn nỉ không? Hay là tự mình như trấn an mình rồi cái mình... Nhiều lần thì em tự khóc, tự nín. Còn có lúc thì anh cũng dỗ. Vậy là bây giờ là cuối cùng về là em kèo trên hay kèo dưới? Em bị ăn hiếp hay là em ăn hiếp Đạt? Thì bây giờ em thấy em là người ở dưới á. Em kèo dưới hả? Kèo dưới. Trời ơi. Lúc mà ví dụ như em có lỡ là nó thì anh mới nói hả? Là em phải dẹ lại. Rồi, rồi cho anh kiểm tra nha. Đúng không Đạt? Những gì vợ nó có đúng không? Thì anh chỉ cần trả lời đúng hoặc là không thôi à. Có đúng hoặc là không thôi. Không được biện hộ. Không được biện hộ. Có đúng không? Đúng. Rồi tiếp đi em, tật xấu gì nữa đó. Tật xấu nữa là bây giờ ngoài cái cọc tính, cái nóng tính hay quát thì em thấy anh Đạt rất tốt. Vậy là quá ít rồi. Dạ. Chỉ có gắng không chế được cái nàng vợ nữa, nhất là đang trong giai đoạn này. Đúng rồi. Bây giờ tới Đạt đó, cô ấy có tật xấu gì không? Vợ em thì cũng có một số tật xấu thôi. Ví dụ như là cái hay càm ràm. Cô có ngồi đó nó riết, nó nhiều, nó nhiều lắm. Nói coi như cũng các ca mấy tiếng em hồi. Em nói khi nào mà anh làm chừng thôi. Chừng làm đúng thôi. Trời ơi, cái đó khó chịu lắm. Cái đó là khó lắm. Tập trung của tất cả các bà vợ trên cái cõi đời này thì nói hoài. Nói chừng nào mà nói khi nào mà làm thì thôi. Dạ, đúng rồi. Rồi sao nè, tiếp tục nè. Vô lại hay... Có khó tính không? Cũng có lúc khó tính nè, dặn lên rồi năn nỉ không bỏ qua mà cứ khóc riết à, dỗ cũng không nín luôn. Mà ảnh có đặc biệt em quên kể, đặc biệt là những cái ngày kỷ niệm á, ngày ví dụ sinh nhật hay là ngày của phụ nữ thì ảnh đều làm em tổn thương, làm em khóc. Là tại vì ảnh quên hay là ảnh không? Ảnh nhớ, nhưng mà ví dụ như là cái ngày mà 26, 27 của mỗi tháng là ngày kỷ niệm hai đứa quen trên bạn muốn hẹn hò là ảnh đều mua hoa tặng. Còn cái ngày đặc biệt như ngày sinh nhật, ngày phụ nữ hoặc là cái ngày gì đó thì ảnh đi làm về xong rồi có nói là sẽ chở em đi, nhưng mà qua xem mà ngủ xong rồi chở giờ rồi em thì dạ đúng rồi 9 giờ 10 giờ là em không đi nữa, xong rồi đó. Em lại khóc mà cứ đúng cái mấy cái ngày đó là làm em khóc và buồn không có tâm lý. Dạ. Bây giờ em mong muốn Thảo thay đổi cái gì? Em mong nó Thảo là nhưng đừng có giận hay giỏi quá. Ví dụ như là nhiều lúc em đi làm về mệt á thì em nằm nghỉ xíu rồi xong rồi ví dụ như một tiếng xong nó khé lại thì em lại chớ đi đi công chuyện hay gì đó. Nhiều lúc đó là Thảo làm rất chậm, là những là cái em muốn em làm Thảo làm nhanh tay chân luôn mà ví dụ như Thảo đem trọng á, dù như muốn đi đâu công chuyện gì á đó giờ rồi mà cứ Tháo cứ thì tạm là không được nhanh tay được. Xong em nổi điên, em nói lớn lên cái là bắt đầu khóc không rồi. Rồi em mong muốn Đạt thay đổi cái gì? Thì hiện tại thì chồng em rất là tốt, thương em, chỉ có cái là cọc tính á, mong chồng em thì bỏ cái cọc tính quát vợ. Bây giờ chị nói hai đứa tụi em nè, tại vì tụi em mới cưới nhau đúng không? Dạ. Mới tức là mới về sống chung với nhau đây. Thì hiện giờ cái lứa tuổi của tụi em bây giờ vẫn còn đang tận hưởng những cái gì mà nó đúng nhất, những cái cảm xúc đúng nhất của cái tình yêu mà bước vào hôn nhân á. Thảo chỉ có trông mong vào một mình em thôi. Dạ. Cho nên đúng không em? Dạ. Cho nên khi mà Thảo bị
cái đó nó không xảy ra, thở bị hẫng, bị hụt quá thì cứ sợ, sợ là hay là anh hết thương mình rồi. Thì ngược lại, bạn này không phải là thuộc tiếp người đàn ông mà nhạy bén về những cái cảm xúc của người khác, của người khác xung quanh mình. Thì bây giờ theo chị nha, khi tụi em đã đến với nhau rồi, đã là vợ chồng rồi, Thảo đừng có e ngại cái chuyện là Thảo nói ra. Tụi em phải nhớ là khi mình không có cái chỗ dựa đằng sau lưng thì mình phải gắn kết vô thành một khối để mình nương tựa vào nhau, để mình có thể làm cho cái gia đình của mình nó vững mạnh, hiểu không? Cái mái ấm nó vững mạnh thì con mình nó mới sung sướng, nó mới hạnh phúc. Hiểu không? Mệt lắm. Rồi xin cảm ơn hai em đã đến với chương trình Vợ Chồng Son nghe. Chúc cho hai mẹ con mẹ tròn con vuông nha. Hồi từ lúc nhỏ là em có thần tượng Ưng Hoàng Phúc không? Dạ có. Lúc cái phản ứng đầu tiên mà em thấy mà đàn ông mà ngồi nhiều nhiệm với mấy cô gái đẹp quá thì em cũng không quan tâm tới đâu. Chị có giữ giá đúng không? Giữ giá chứ. Rồi anh ấy giá. Sao? Anh ấy sao? Dạ, giữ giá được có ngày một à. Xả giá luôn. Xả giá luôn. Có một ngày một. Thì thôi mình ngày cứ cái gì đó mình cứ... Cái biệt danh là từ. Bò lật ngửa nữa. Thôi tự nhiên rồi lật ngửa. Đi nói kia đi. Tại vì chậm quá nó nói là rùa bò lật ngửa đó. Con rùa nó đã chậm rồi. Dạ, dạ đúng rồi. Em nói chị biết nghe, mặc dù em là diễn viên nghe, nhưng mà cái đam mê của em là ca hát. Có khi nào hôm nay mình gặp được một cặp vợ chồng ca sĩ không? Ước ao không? Ước ao không? Ước ao nghe em mà gặp, em mà gặp cặp vợ chồng và ca sĩ bước ra cái em lăn em xỉu rồi. Và bây giờ xin mời quý vị hãy cùng đồng hành với cái tâm trạng của tôi và chị Hồng Vân, đó là rất là khao khát được gặp đôi vợ chồng ca sĩ. Và mời quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay cùng chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. Nhắm mắt lại đi, nhắm mắt lại đi. Nhắm mắt lại nha, khi nào chị nói mở mắt hay mở nha. Mở mắt đi ơi. Ta đà ta đà. Em ơi, chào em. Dạ chào chị. Trời ơi. Thấy ngồi đi, ngồi đi. Thấy. Chào, xin chào người bạn. Xin chào người bạn. Em công nhận là tụi chị diễn giả không? Giả cái gì mà giả, em thiệt đó nghe. Em té thiệt đó nghe. Thời đây là rất là vui khi mà được trò chuyện với cặp vợ chồng phải nói xinh đẹp nhất nhì showbiz. Thì các hoàng tử công chúa thực sự luôn á. Lời đầu tiên cho Phúc xin gửi lời chào đến chị Hồng Vân với lại anh Quốc Thận cũng như là tất cả quý vị khán giả của chương trình Vợ Chồng Son. Thế bây giờ sẵn đây thì chúng cho mọi người biết luôn, Ưng Hoàng Phúc là nghệ danh và tên thật của Phúc thì có một cái tên rất là dễ thương, đó là tên Thanh. Thanh à, Thanh à? Dạ. Cái gì Thanh? Nguyễn Quốc Thanh. Nguyễn Quốc Thanh. Dạ. Quốc Thanh Quốc Thận. Ngang ngang. Và Phúc thì năm nay được 39 tuổi. Chắc Phúc đang làm ca sĩ. Đó. Ca sĩ. Ông Phúc ơi, thật ra là Thuận rất muốn biết là ngoài ca sĩ ra thì Phúc có làm thêm cái gì nữa không? Bình thường thì Phúc trên sân khấu là ca sĩ, nhưng mà còn một cái công việc rất là đặc biệt nữa là giúp những người bệnh thoát vị đĩa đệm và thoái hóa cột sống. Thôi mời em. Dạ, lần đầu tiên em xin gửi lời chào đến chị Hồng Vân và anh Quốc Thận. Xin gửi lời chào đến tất cả những khán giả đang xem chương trình Vợ Chồng Son. Em tên thật là Võ Thị Kim Cương. Võ Thị Hồng Soan đó. Dạ, em năm nay 35 tuổi. Nghề nghiệp chính thì bây giờ làm quản lý công ty của Ưng Hoàng Phúc và quản lý anh Ưng Hoàng Phúc luôn. quản lý từ cuộc sống đến sự nghiệp đó. Dạ, có nghĩa là gọi mà gọi hiểu dân gian là sếp của anh Phúc đó. Bây giờ nói luôn đi. Lần đầu tiên là Phúc gặp Kim Cương là ở đâu nè? Nếu mà nói lần đầu tiên thì chắc là em là người ấn tượng nhất, là bởi vì lần đầu biết đến Kim Cương á là cô ấy đi ở ngoài đường và bước vào một cái quán. Thì lúc đó Kim Cương mặc một cái áo thun màu trắng và một cái quần short ngắn ngắn màu xanh và cái chân dài sọc xuống như nè, thì lúc đó là siêu mẫu. Nên là khi bước vào một cái quán ăn mà lúc đó là em ngồi đó trước, thì cái mình quay ra mình nhìn nguyên một cái nhóm bạn rất là đông, có rất là đông, nhưng mà tự nhiên sau cái mình lại để ý nhìn cái cô này, mình mới hỏi bạn người đó là ai, thì bạn mới nói là siêu mẫu Kim Cương. Lúc đó cũng chưa biết luôn, chưa biết Kim Cương là ai luôn, chỉ để ý thôi, chưa biết Kim Cương là ai. Thế còn Kim Cương thì sao? Nó chưa học xoàng dễ thương hơn á. Xoàng em sao xoàng? Dạ. Gió thì học xoàng á. Thì lần đầu tiên thì em gặp anh Phúc ngoài đời á là tại cái quán mà anh Phúc vừa kể á. Thì lúc đó em thấy anh Phúc đi chung với lại rất là nhiều, khoảng 2-3 cô gái cũng chân dài luôn. Cái phản ứng đầu tiên mà em thấy mà đàn ông mà ngồi nhiều nhiệm với mấy cô gái đẹp quá thì em cũng không quan tâm tới đâu, tại mình cũng lịch sự. Nếu mà mình để ý thì sợ bạn đối diện của ảnh hay là ngồi kế ảnh không có vui á. Cho nên là cũng
làm lơ thôi, nhưng mà lâu lâu liếc liếc xíu thì có. Nhưng mà thực sự là hồi từ lúc nhỏ là em có thần tượng Ưng Hoàng Phúc không? Dạ có. Lúc còn ở Cần Thơ thì em nhà có quán cà phê á, thì hay mở đĩa của Phúc. Cứ thà là như thế, thà là như thế đúng không? Rồi bao lâu, khi nào thì hai đứa mới bắt đầu là nói chuyện với nhau, cơ hội làm việc chung với nhau. Thì làm việc chung là trong cái bữa tiệc hôm đó là anh Phúc thì chơi rất thân với chị Quế Vân. Chị Quế Vân. Dạ, Quế Vân thì nói là ê cu ơi, sắp tới tao làm cái MV này, mày giúp tao, mày làm mẫu trong MV được không? Đó, xong rồi đó, cái anh Phúc mới nói là mày kêu tao quay với ai? Quế Vân mới nói là để tao mời Kim Cương quay với mày được không? Thì vì lúc đó mình cũng bên ca sĩ, mình cũng chưa có quen trong cái giới người mẫu nhiều nên là cũng không có lành. Thì sau đó mới về, mới search lên trên mạng, mới thấy Kim Cương, mới nói à thôi cũng được, ok cũng được, cũng được nha. Sau đó thì đầu tiến tới là cái công việc, cái buổi mà đầu tiên mà hai đứa gặp nhau nói chuyện nhiều nhất chắc có lẽ là cái buổi mà làm việc chung đó, buổi mà quay hình, quay phim. Mình cũng có cảm tình, mình cũng có thích nên là đúng rồi, gọi là muốn nói chuyện nhiều hơn. Nhưng mà hôm đó là sau khi quay xong là trong lòng em sao người Kim Cương? Dạ, trong MV thì em cũng đóng vai là người yêu của anh Phúc, cho nên là có những cái cử chỉ thân rất là thân mật trong MV nè. Nắm tay nhau thì ôm nhau thì kia, thật sự thì em nói thật nha, thì thật sự em cũng thích. Phúc biết không Phúc? Dạ thì lúc đó em cũng thích, nhưng mà mình là đàn ông mà mình cũng ca sĩ, mình đâu có thể nào vồ vập mà hồ hởi ngay ngày đầu tiên được anh Thuận. Phải giữ giá chứ. Dạ em cũng phải lịch sự với xin số, lấy số điện thoại, giữ con thắt rồi từ từ mình nói chuyện xong. Mình vồ vập ngay đến ngày đầu tiên quá thì nó cũng kỳ, nó ngọt, người ta đánh giá mình chết. Ta đánh giá mình chết. Rồi. Thực sự nào hôm đó em về em ngủ được không? Sau khi quay cái buổi hôm đó em về em ngủ được không? Em về thì em cũng nhớ nhớ, nhưng mà em cũng mình cũng là người mẫu mà, cho nên là mình cũng không thể nào mà mình vồ vập được. Mình có giá của mình chứ. Mình cũng có cái giá của mình, cho nên là em cũng rất là bình tĩnh mà không bao giờ em nhắn tin cho Phúc. Nhưng mà em thấy lâu lâu sao em thấy Phúc đang làm gì đó người yêu. Qua đây gặp nhau chút xíu cho đỡ nhớ coi, anh hay chọc em vậy đó. Trong clip là làm người yêu, là đóng vai người yêu, thì xong rồi hết quay rồi, hết clip rồi, nhưng mà mình vẫn nhắn tin là nó lấy cái cớ là người yêu luôn. Giống như mình nhắn bị lậm vào nhân vật gì đó. Đó, đúng không? Có nghĩa là bên này. Cái cảm giác này chị biết. Tại vì em biết không ngày xưa, lúc mà chị Danh Tuấn Anh á, là quay trong cái Thiên Thai của chị Thanh Lan đó, cũng MV ca nhạc đó. Thì cũng là một người từ thức, người tiên nữ đó, rồi cũng quay kiểu yêu đương nhau đồ. Đó. Tối về rồi cũng không ngủ được. Cũng đúng vậy đúng không? Chị cũng giữ giá đúng không? Bởi vậy, giữ giá chứ. Rồi anh ấy giá. Sao? Anh ấy sao? Dạ, giữ giá được có ngày một à. Xả giá luôn. Xả giá luôn. Một ngày một. Đến khi nào thì em mới bỏ giá? Giá cũng khoảng tuần sau. Thì đó thì cục cỡ tụi tôi. Rồi bỏ giá rồi. Lần đầu tiên hai người hẹn hò là như thế nào? Hẹn hò thì lúc đầu thì đi ăn bình thường thôi. Xong sau đó về thì ngay cái thời điểm đó là thời điểm mà gần Tết đúng không? Em lại phải đi diễn gần một tháng. Thì trong cái thời gian lúc đi đó là hai đứa nhắn tin. Buồn quá không biết làm gì. Bắt đầu lấy tuổi của cô này ra, cái tuổi của em. Bắt đầu mới coi trên mạng thì coi không? Tuổi coi như cô này là tuổi gì, rồi mình tuổi gì, có hợp không, có tới nhau được hay không. Thì lúc đó đang đi diễn mà suy nghĩ gì đó, mà trong lòng thì đi được diễn được tuần rồi cũng thấy nhớ nhớ. Bắt đầu nhắn tin thì đó, thì lấy cái câu chuyện người yêu đang làm gì, người yêu tại người yêu ở đâu đang đóng trong phim là người yêu. Cái thằng mới bắt đầu thấy trả lời lại bắt đầu tiếp. Thì nguyên một tháng đó là nhắn tin. Và nhắn tin, cái lúc nhắn tin đó là đã cũng thổ lộ là thích nhau rồi. Thì sau một tháng về là bắt đầu hẹn hò. Đó, cái phút giây mà gặp lại đó. Sau một tháng không gặp mà chỉ trời có nhắn tin. Mãnh liệt chứ. Nó rần rần. Nó la mà lắm đúng không? Nó la mà lắm đúng không? Có nhào tới ôm. Rồi tới bao lâu thì hai đứa mới chính thức gọi là công khai cái tình cảm? Nếu mà nói đúng ra là khoảng sau đó 6 năm thì tụi em mới cưới. Tức là tụi em quen nhau là năm giữa năm 2011 và đầu năm 2012. Xong rồi khi mà tụi em quen nhau rồi thì tụi em về sống chung với nhau. Tới năm 2016 tụi em mới có đứa con đầu tiên, Quốc Minh. Sau đó 2 năm thì tụi em mới làm đám cưới năm 2018. Ủa nhưng mà là trong cái thời gian mà hai bạn yêu nhau đó thì nó có xảy ra những cái biến cố, những cái trục trặc gì không? Khi mà tụi em về sống chung với nhau từ năm 2012 tới năm 2015, là trong 3 năm đó
đột nhiên em bị chấn thương trở lại. Mà lúc đó là em đang thi một cái chương trình truyền hình thực tế. Và sau 6 tuần đó thì cái chấn thương của em nó đau nặng quá. Và giống như là nó tới cái giai đoạn là đau cấp luôn rồi. Em không thể nào tập nổi nữa. Mà nó nhức cái trong người, nó nhức dữ lắm. Thì em lên trên sân khấu vòng thứ 6 đó em đứng luôn, em nói là em chắc em xin rút. Em định về em đi mổ lại. Em đã từng phẫu thuật 4 lần rồi thì em định phẫu thuật lên thêm lần nữa. Sau cái đêm hôm đó về á, có một cái vị bác sĩ đã thấy em trong cái chương trình truyền hình thực tế đó, nói em định đi mổ lần nữa. Thì bác ấy mới gọi cho vợ của em và kêu em là khuyên em là đưa tới cho bác chữa mà đừng cho Phúc đi mổ nữa, tại vì Phúc đã phẫu thuật 4 lần rồi, mổ nữa nguy hiểm. Đó thì từ đó là khi mà qua gặp cái người bác sĩ mà sáng chế ra cái phương pháp mà chữa em hết tới bây giờ đó, là tới bây giờ là 2020 là 5 năm rồi, là em hết hẳn tới bây giờ luôn. Nhưng mà cái thời điểm mà Phúc bị bệnh vậy đó, lúc đó em sao? Tại vì thời điểm em quen là lúc đó là anh Phúc cũng vừa mới hết bệnh thôi. Có nghĩa là bệnh nó cứ diễn biến triền miên, cho nên là khi mà em quen thì lúc đó cũng mới hết bệnh mà em cũng không biết cái quá trình anh bệnh nữa. Nhưng mà khi mà quen được khoảng tới 1-2 năm sau, lúc đó là trong người anh bắt đầu nó đau hoài và hai vợ chồng cứ phải đèo nhau đi đến chỗ này chỗ kia để chữa bệnh. Nhiều khi anh đau anh nằm sấp ở trong nhà, anh nằm sấp xong anh ngồi không được, anh phải nằm mà nằm sấp nha. Đây mới nói nhiều khi em nghĩ trời ơi, không, chắc cuộc đời mình lấy một người chồng mà tàn phế luôn thế này. Nhiều khi mình tự hỏi bản thân em luôn á là như vậy, tại vì thấy anh đau anh nằm một chỗ. Nhưng mà rồi cũng cố gắng vượt qua cho đến cơ duyên gặp được bác thì hết hẳn luôn. Bây giờ là bắt đầu đến cái phần gọi là phần thật ra trước giờ khán giả yêu mến anh Nguyễn Hoàng Phúc chưa bao giờ biết được cái phần này của anh, cái tật xấu của anh á đó. Khán giả chắc là khoái cái phần này. Ê, ở chung với ổng có thấy ổng lòi ra cái tật xấu gì không? Khi em về em sống thời gian em cũng hiểu được là ảnh có những cái riêng của ảnh. Nhiều khi anh vô toilet ngồi chống một thì cà lâu vậy đó, cũng làm lâu, gì thì chứ sáng tác đó, ngồi chỗ hoài vậy đó kiểu gì đó. Thì em ngoài này nhiều khi em đợi hoài không được thì em hói kiểu vậy đó. Hoặc là dù như kêu ăn cơm, dọn cơm ra rồi đồ ăn hâm nóng hết rồi mà ngồi xuống lướt điện thoại coi gì biết nữa thì cà lâu cơm nguội canh lạnh hết trơn rồi mới ăn kiểu lê như vậy đó, đúng không? Dạ lê mê kiểu kiểu vậy đó. Anh Quốc Thuận nghe Kim Cương kể á thì anh Quốc Thuận nghĩ là nó lâu lắm, nhưng mà thực sự đối với em đâu có lâu đâu. Tại vì Kim Cương quá nhanh nhưng mà làm rất là chính xác và rất là tươm tất. Đó là lý do tại sao em tự nhiên càng ngày mỗi ngày cái em nhìn thấy được cái đó, em cũng có cái sự thay đổi cho mình. Xưa thì em hay gọi là chậm rồi thôi mình cứ xưa cái gì là đó có mình cứ cái biệt danh là rùa bò lật ngửa nữa. Thôi tự nhiên đi nói kia đi. Tại vì chậm quá nó nói là rùa bò lật ngửa đó chị. Con rùa nó đã chậm rồi. Dạ đúng rồi. Ngày xưa ở chậm 1.5 tiếng, bây giờ là bớt lại còn 1 tiếng. À đúng rồi. Cái đâu cao lắm rồi. Con rùa nó nửa tiếng thôi chứ làm dữ vậy. Khi mà về ở chung thì chắc chắn là phải có người này học người kia hoặc là người kia học người nọ để nhường nhịn nhau để thay đổi. Thì chính em là người thay đổi cái nhanh lên. Thì bây giờ em thấy là cái thay đổi đó là đúng. Nói chung là công việc của em hay là cái gì á, em nhanh á, em thấy bây giờ nó rất là cái lợi thế. Ông Sàng nói tiếp với em, anh còn sở đoạn, anh có cái sở thích gì mà lạ lùng sủng không? À dạ, có một cái sở thích này cũng không có lạ lắm, nhưng mà nó có thể đó là một cái thú vui của ảnh ngoài cái việc ca hát của ảnh ra. Đó là cây kiển á. Có nghĩa là ảnh mê, tức là thực tiên là nhà của em thì không quá lớn, nhưng mà bây giờ chỉ còn được mỗi cái đường đi vô đi ra thôi. Còn như là anh để kiển hết. Dạ, anh thích để kiển ở trên lầu. Rồi sao nè, còn gì nữa không? Dạ, khui đi em, đây là cơ hội để em khui đó. Tính ra thì chồng em cũng không có nhiều tật xấu lắm đâu, chỉ như vậy thôi. Rồi bây giờ tới Phúc đó, cô mày có tật xấu gì không? Kể đi rồi về cắt lương. Tật xấu thì cũng không có tật xấu nhiều, mà chỉ có cái là hung dữ với chồng. Nhiều khi la mà kiểu mình nghe riết cái tiếng càm ràm đó mình bất bực. Đó bà hung dữ cỡ nào đó, nói gì chị em tả chị coi chứ. Ôi dữ lắm chị ơi, dữ lắm. Ôi dữ lắm chị ơi, dữ lắm. Thật là nếu mà ra chiến với em là chắc cũng ngang ngửa cỡ cỡ em đó chứ không có thua đâu. Dữ dằn à nha đó hả? Dữ dằn à nha. Có khi nào mà nổi điên mà đập đồ gì không? Đập đồ thì không có, nhưng mà đập em thì có. Đập em thì có. Dữ dằn anh nha. Cái đường theo em là em né em chạy thôi, tại vì em sợ em đứng đó là em đánh lại là sẽ rất là đau và nguy hiểm. Nên là em biết là né trước.
la ra chỗ đó đi, thôi đi ra chạy lại luôn, chạy theo lại em né ra cái chỗ khác, nó bỏ chạy, bỏ chạy, nó nào bỏ chạy tôi lấy đóng cửa luôn, đóng lại. Ê, rồi mỗi lần như vậy rồi sao mà xả được kim cương? Nói chung là em biết cái nết em cũng dữ lắm, là tại vì giờ em cũng hay hối thúc công việc, với lại những cái công việc mà gọi là những cái công việc không tên nó cứ phải làm cho mình bị áp lực á. Rồi hoặc là thấy ảnh chừng chừ lâu quá thì em hay hối, rồi xong rồi em la vậy thôi chứ em không có hung dữ gì hết á. Không hung dữ gì hết. Nhỏ này rồi quản lý em á, rồi tiền bạc nó có dồi dào không hay là nó kẹo? Trời, dĩ nhiên chị dồi dào chứ, giữ tiền của em phải dồi dào chứ, tức là nó không nhưng mà được đó, không có kẹo, không có kẹo với em vậy. Được, không có kẹo với em chứ, nó kẹo là chết đó. Kẹo là bỏ lâu rồi. Có ghen với em đó, cái đó thì khỏi nói rồi. Tức là không có cơ hội nào để được làm cho ghen. Là quản lý quá chặt luôn rồi. Em nghĩ chặt lắm đó. Coi như là chặt lắm luôn rồi đó. Tới bây giờ không, em mới thấy là chặt lắm. Hở luôn đúng không? Trước em thấy là em nghĩ là chắc cũng hở hở nhưng mà không. Bây giờ 10 năm rồi bít bùng bít cửa luôn. Trời ơi. Vậy giờ là em có muốn hai đối phương của mình thay đổi một điều gì đó để mà hoàn thiện hơn không? Có một điều gì mà Kim Cương hay nhắc em hoài, mà nói em thay đổi. Nhưng mà em nghĩ cái đó là cái tính của mình rồi. Tính em thì nó cũng trầm tính, ít nói, ít chia sẻ, nhưng mà mặc dù là nội tâm thì rất là tình cảm. Nó là bạn của anh trong nghệ sĩ rất là đông, rất là nhiều, nhưng mà em thấy anh ít ngoại giao quá, anh ít giao du với họ quá. Nhiều khi mình nghĩ do cái đông đó mà mới ít giao du đó, nhiều khi đông quá mà bạn đông quá mình giao du với người này giao du với người kia thì nó cũng mất lòng, mất lòng nhiều lắm. Đó là những cái mà Kim Cương nhắc khéo. Thôi thì dĩ nhiên là sau này anh sẽ cố gắng thay đổi tí xíu, tức là mở ra dành mở cái thời ra. Gian cho mình gặp gỡ những đúng người bạn của mình, những người thân nghệ sĩ của mình nhiều hơn nữa đó. Thì cái đó thì em nghĩ là em sẽ thay đổi. Sẵn em nói luôn cái mong mỏi của em đối với Kim Cương đi, bớt rượt. Mong muốn Kim Cương thay đổi điều gì? Muốn Kim Cương thay đổi những cái gì mà Kim Cương đang làm tốt rồi đó, muốn Kim Cương làm tốt hơn nữa. Còn thôi cái cá tính và những cái bản tính của em thì thôi cứ giữ vậy đi để cho nó đẹp. Cho vui cửa vui nhà. Dạ, vui cửa vui nhà. Nhiều khi em cũng muốn chạy marathon. Dạ, đó. Lâu lâu có cái cằn nhằn vậy em cũng vui. Nhiều khi ở trong nhà mà chiều em riết em cũng thấy chán, thấy buồn lắm. Bây giờ hỏi lại Kim Cương nè, ngoài cái việc là mong muốn là Phúc sẽ mở rộng cái mối quan hệ thêm nữa, thì còn mong muốn Phúc thay đổi điều gì nữa không? Vì sống với nhau gần 10 năm rồi thì em thấy anh Phúc thay đổi vì em và vì gia đình rất là nhiều rồi. Và em cũng không có mong muốn là anh thay đổi hơn gì nữa đâu. Tại vì em cũng muốn cho anh sống đúng với anh. Thế là có anh có một cái đặc tính riêng, có một cái bản sắc riêng. Thôi vậy là quá tuyệt rồi. Đẹp quá. Chúng tôi chỉ còn nói được một câu thôi là cảm ơn hai bạn đã đến tham gia chương trình Vợ Chồng Son. Chúc hai bạn lúc nào cũng son như vậy, cũng hạnh phúc như vậy, thành công như vậy. Dạ vâng, cảm ơn chị Vân và cảm ơn anh Quốc Thuận. Cảm ơn chương trình cũng đã tạo điều kiện để cho hai vợ chồng em có dịp ngồi giao lưu với anh chị và cũng như chia sẻ những cái điều bí mật nho nhỏ của hai vợ chồng. Cảm ơn tất cả quý vị.